À, xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube Học tiếng Trung cùng với Âu Dương, và hôm nay chúng ta sẽ đến với bài 17 ở trong giáo trình Hán ngữ. Ở trong bài 17 này thì phần đầu tiên chúng ta vẫn như chúng ta thông báo từ đầu quyển 2, đó là gì ạ? Một cái bài nó sẽ gồm 3 phần. Phần thứ nhất là phần từ mới cũng như là những cái chú ý ở trong câu, cấu trúc câu cũng sẽ ở trong cái phần từ mới hết, bởi vì khi nhắc đến từ đó thì nó chúng ta sẽ đến với cái cấu trúc câu luôn. Phần thứ hai chính là phần bài khóa, phần thứ ba là phần chữa bài tập. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào phần từ mới. Trước khi vào phần từ mới này thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận một chút, đó là cái việc mà tôi đã list cho các bạn tất toàn bộ cái từ mới này. Hiện tại thì nó rơi vào khoảng độ như trong bài 17 này thì nó sẽ có đến 24 từ mới. Hiện tại từ mới nó càng ngày nó càng nhiều rồi, mà các bạn tôi thấy là cái việc luyện tập của các bạn đang có vẻ cũng không được quá là ok. Khi mà tôi đã chia sẻ cho các bạn cái từ mới thì có lẽ một cái yêu cầu thêm nữa đối với các bạn để cho cái hiệu quả việc học của bạn nó sẽ cao lên là khi tôi nói về phần từ mới, nghĩa là sau khi tôi đọc từ mới và dịch nghĩa cũng như đặt câu với nó thì các bạn cũng sẽ làm tương tự, vì thế các bạn cũng sẽ nên đặt câu với từng từ mới và đặt câu ngay xuống dưới phần bình luận cho tôi, để một khi mà các bạn đã phải đánh ra và các bạn đã đặt câu với nó, nghĩa là đầu các bạn sẽ phải suy nghĩ về cái từ đó, thì một lần nữa các bạn sẽ nhớ cái từ đấy kỹ hơn. Cái việc làm này sẽ giúp các bạn có thể nhớ từ tốt hơn này. Cùng với đó, khi các bạn nhớ được những cái từ mới ở ở cái bài này thì sau khi các bạn chuyển đến cái bài nghe thì các bạn mới nghe nó hiệu quả được, chứ còn hiện tại từ mới mà các bạn còn đang không nhớ nó nghĩa là gì thì các bạn nghe sẽ cảm thấy nó sẽ rất bập bõm, đấy ạ. Ok, chính vì thế sau khi mà tôi đọc các cái từ mới này ra và đặt câu với nó thì các bạn sẽ chú ý là cũng nên đặt câu xuống phía dưới của cái video này, được chưa? Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu với cả phần từ mới. Từ đầu tiên của chúng ta đó là từ trai. Trai ngày trước chúng ta học đó là từ ở, nhưng ở đây thì nó lại khi mà trai cộng với cả động từ thì nó sẽ có nghĩa là thể hiện cái hành động đang đang làm một cái gì đó, được chưa? Ở đây thì sẽ gộp luôn ba từ là từ trai, từ chân trai và từ chân vào cùng một nhóm từ khi mà cộng với cả động từ. Cái này tôi đã có một cái video các bạn xem ở phía dưới phần bình luận nhé. Các bạn có thể click vào cái video đó xem cái video đó sau quay xong rồi lại quay ngược trở lại xem cái video này. Ok. Ok, chúng ta sang cái từ tiếp theo là từ số 2, từ gì ạ? Chu lái, chu lái nghĩa là đi ra ngoài. Đi ở đây thì nó sẽ là cấu trúc câu động từ cộng với cả lái. Cộng với lái. Gốc rễ của nó thì nó sẽ có động từ cộng với lái hoặc là chủy. Lái là khi mà cái hành động từ xa tiến vào bản thân mình thì là lái. Còn những cái sự vật sự việc được nhắc đến mà đi xa xa khỏi hướng người chúng ta thì chúng ta sử dụng truy. Cái này nó cũng sẽ cụ thể và có một cái bài giảng rất là cụ thể rồi, nó nằm ở phía dưới, các bạn lại kích xuống phía dưới để xem qua cái bài giảng về động từ cộng với lái và truy để chúng ta dễ hiểu hơn. Đấy ạ. Ở trong cái bài 17 này thì chúng ta sẽ có một cái ví dụ của cái câu về từ chủ lái, thì chúng ta sẽ có câu ví dụ là gì ạ? Của chủ lái tự sứ không, nghĩa là khi mà tôi đi ra ngoài, khi tôi đi ra ngoài, đúng không ạ? Ở đây thì tôi sẽ nhắc lại luôn cho các bạn để các bạn có thể hiểu thêm về cái từ lái và truy. Ở đây tại sao có, các bạn cũng có thể sử dụng là của chu truy tự sứ không, hoặc là của chủ lái tự sứ không, nghĩa là khi tôi đi ra. Đấy, khi tôi đi ra, chu của chu lái tự sứ không nghĩa là gì? Nghĩa là khi tôi đi ra, nghĩa là khi mà bây giờ cái người đang đứng kể chuyện ấy, các bạn có thể nhìn lên trên cái màn hình đấy chưa? Người đứng kể chuyện người ta đang đứng ở cái vị trí ở đây tôi gọi là vị trí A, nhớ, và cái nhà người ta hoặc là cái vị trí trước đó của người ta là vị trí B. Lái là khi khi người ta nói cái câu chuyện đấy, người ta đang đứng ở vị trí A và người ta nói, thì cái hành động
mà trước đó là khi anh ta đi ra khỏi nhà ấy, thác chủ lái từ xuống khâu ấy, thì anh ta đang tiến về hướng cái sự vật hiện tượng, nghĩa là cái bản thân anh ta đang hướng về cái chỗ người ta khi mà anh ta đang nói, được chưa? Còn chu truy từ xứ khâu à, khi nào thì nói là chu truy từ xứ khâu, khi mà anh ta đang đứng ở vị trí B, nghĩa là vị trí ở trong nhà, và anh ta à, nói là ủa chu truy từ xứ khâu à, tha đấy ạ à, chân trai thịnh y duyên, nghĩa là anh ấy đang nghe nhạc, được chưa? Ok, đấy là để chúng ta hiểu một chút thêm về cái chu lái hoặc chu truy. Thì để mà hiểu cụ thể thì các bạn click vào cái đường link ở phía bên dưới này, có một cái bài rất là cụ thể rồi. Nếu mà giảng bây giờ thì nó sẽ rất là dài. Đấy ạ. Ok, chúng ta sang cái từ tiếp theo. Từ inyue. Inyue là âm nhạc. Âm nhạc, đấy ạ. Từ này thì không có gì để mà quá khó với cả các bạn nữa. Inyue, chúng ta hay dùng từ thinh inyue, nghe, nghe nhạc, đấy ạ. Âm nhạc hoặc là nhạc thôi. Thinh inyue, nghe nhạc. À, mấy ẩu có lẽ rằng không còn gì để mà phải giải thích nữa, đúng không? À, chúng ta có mấy ẩu và mấy thì nó tương đương nhau, được chưa? Nó là thể hiện hành động phủ định, được chưa? Mấy ẩu phủ định của ẩu. Tiếp tục, à, từ luin, luin là ghi âm, à, luin chi máy ghi âm, đấy, máy thu âm. Ok, sự, à, sự việc, à, yếu tiền sự, tôi có chút chuyện. Yếu tiền sự, à, sầm sư, chuyện gì thế, sầm sư, chuyện gì thế, việc gì thế, yeah. Ok, à, su tiền, su tiền, cửa hàng sách, cái này thì chúng ta gặp rất là nhiều rồi, đúng không? Trong cái giáo trình hắn nghe nói chúng ta gặp rất là nhiều su tiền. Xẻng, xẻng ở đây là nghĩ hoặc là nhớ đều được. Xẻng nó có nhiều nghĩa, xẻng có nghĩa là muốn này, nghĩ này, nhớ này, đều được. À, của khấn xẻng tha, là tôi rất nhớ anh ấy. À, của xẻng sư bao chữ, tao muốn ăn bánh bao. Đấy, ok. Của xẻng tha puin cai chưa ăn chùa, là tao tao nghĩ rằng anh ấy, nó không nên làm như thế. Ok. Tiếp tục từ tiếp theo đó, từ khan in. Khan in nó thông thường là khan ở đây trong từ khan ủy, in trong từ in ủy. Ở đây khan in thì nó thông thường hay dùng trong từ gì, khan in chữ điển, nghĩa là khan in chữ điển, nghĩa là gì, từ điển Hán Anh. Khan trong từ khan ủy, in trong từ in ủy. Ok, dịch từ Hán sang Anh khan in. Ok, chùa, chùa là ngồi, chùa phát âm của nó tương đương với cả chùa là làm, đúng không? Chùa là ngồi, chùa ở đây là ngồi nhé. Chùa gì ạ? Chùa cung cung chi chưa, của sang ngủ, chùa cung cung chi chưa sang khựa, nghĩa là tao buổi sáng thì ngồi xe buýt để lên lớp, đấy ạ, để đi học, đấy ạ. Chỉ ở đây là đông, ở đây là thường là trai cung cung chi chưa, chin thiên trai cung cung chi chưa thai chỉ, là nghĩa là hôm nay ở trên xe buýt thì quá đông. Ok, chí, chí, chí ở đây đã nhắc với cả các bạn rồi. Chúng ta chí là những cái gì kẹp ở giữa háng chúng ta. Đấy. Chúng ta cưỡi, đi xe đạp hoặc cái gì đó, kẹp ở giữa háng này mà chúng ta có thể lái nó đi. Đấy. Ví dụ như xe đạp, xe máy thì chúng ta dùng chí, chí chư xính chưa và chí múa thú chưa. Còn cầm vô lăng thì chúng ta dùng khai. Đấy. Cầm vô lăng thì chúng ta dùng khai. Chúng ta có khai chưa. Ok. À, còn từ gì nữa các bạn cần hỏi nữa thì các bạn thấy comment phía dưới nhé. Ok, tiếp tục từ gì ạ? Từ xính. Xính ở đây. À, xính ở đây các bạn nhìn thấy giống giống từ gì ạ? Giống từ yến háng. Từ háng đúng không? Háng. Nhưng ở đây nó đọc là xính. Xính có nghĩa là được. Ok, được. Nó có nghĩa gần giống với cả từ hảo ở trong cái ví dụ như xính bút xính có được không? À, xính ma thì nó tương đương với hảo ma. Ở đây xính và hảo thì nó có một chút khác nhau. Khi mà bạn nói hảo nghĩa là cái thể hiện cái sự đồng ý của bạn lớn hơn và các bạn vui vẻ đồng ý. Còn từ xính nghĩa là được, được, ok, nghĩa là theo kiểu là đồng ý thôi, nhưng mà còn không thể hiện
cái trạng thái, cái tâm trạng là các bạn cảm thấy vừa đồng ý vừa vui vẻ. Ok. Tiếp tục từ tiếp theo của chúng ta đó là từ gì ạ? Mấn. Mấn nó có một cái nghĩa đó là cửa. Nhưng ở đây thì nó sẽ đi kèm với cả từ mấn khựa. Y mấn khựa nghĩa là môn học. Mấn nó trở thành lượng từ cho từ khựa. Được chưa? Mấn khựa, chúng ta phải nhớ cái cụm từ này, mấn mấn khựa. Nó là một cụm luôn, mấn nó là lượng từ cho từ khựa. Khựa là môn học đấy. Y mấn khựa, một môn học. Được chưa? Ở đây chúng ta tiếp tục liên quan đến cái môn học, chúng ta có từ gì? Chung khứa. Chung khứa là tổng hợp. Ví dụ như chung khứa khựa nghĩa là môn tổng hợp. Khấu ủy. Khấu ủy, khẩu ngữ. Cái này thì nó liên quan đến môn học và nó các cái từ này thì các bạn có thể tí nữa khi mà chúng ta vào cái bài khởi huấn thì chúng ta sẽ liên tục gặp những từ này, tôi sẽ lấy ví dụ cho các bạn và cùng cùng với đó là sẽ cái ví dụ của cái bài này thì nó liên quan rất là nhiều đến cái bài bài khóa thôi. Nên chúng ta sẽ có thể sử dụng cái bài khóa để làm cái ví dụ cho nó. Thinh lỵ. Thinh lỵ là nghe, được chưa? Ở đây thì cái cuốn giáo trình Hán ngữ nghe nói mà tôi dạy cho các bạn ấy, nó sử dụng chính là cái từ thinh lỵ này. Nó gì ạ? Khan ủy thinh lỵ treo trống. Khan ủy thinh lỵ treo trống nghĩa là giáo trình nghe Hán, giáo trình Hán ngữ nghe đấy. Nhưng mà bởi vì khi khi mà chúng tôi học để cho dịch cho các bạn dễ hiểu thì tôi sử dụng là giáo trình Hán ngữ nghe nói để cho nó hợp lý, nó thuận miệng hơn thôi. Còn đâu của nó đúng ra là giáo trình nghe thôi. Ok. Tiếp tục từ tiếp theo từ duệ tú. Duệ tú là đọc hiểu. Ở đây thì khi mà giới thiệu ba cái từ này thì cũng xin giới thiệu lại với các bạn tại sao cái cuốn giáo trình Hán ngữ nó lại được sử dụng ở Trung Quốc một cách phổ biến và nó có hiệu quả cao như thế, và bởi vì cuốn giáo trình Hán ngữ mà chúng ta đang học ở Việt Nam nó chỉ là cái cuốn gì ạ? Chung khứa, nghĩa là cuốn tổng hợp thôi. Còn cái cuốn gì ạ? Thinh lỵ là cái cuốn tôi đang giới thiệu ở trên kênh YouTube, được chưa? Cái cuốn này thì hiện tại tôi chưa biết, ngoài tôi ra thì cũng rất là ít người giới thiệu cái cuốn Thinh Ly này cho các bạn. Ngoài ra nó còn một cuốn nữa, đó là cuốn Duệ Tú. Nó gồm ba cái cuốn đấy, nó cũng còn một cuốn Duệ Tú nữa. Đấy, nó gồm ba cuốn, ba cái bộ như thế nó mới tạo ra cái cuốn bộ giáo trình Hán ngữ. Mà khi mà tôi ở bên Trung Quốc tôi cũng học cái cuốn đó, đấy ạ. Ok, tiếp tục một cái từ nữa. Đó từ gì? Uốn khoạ. Uốn khoạ văn hóa. Nó trở thành có thể gọi ở đây thì trong cái bài khóa nó trở thành một môn đấy. Tiếp tục thể uy thể dục. Thể uy thể dục, đấy ạ. Treo. Từ tiếp theo treo dậy. Tha treo của Khan ủy. Tha treo của Khan ủy. Ông ấy dạy tôi tiếng Hán, đấy ạ. Tha treo của Khan ủy. Treo dậy. Ok, như thế là tôi đã giới thiệu xong cả các bạn cái gì ạ? Phần từ mới ở trong giáo trình Hán ngữ bài 17. Bây giờ chúng ta sẽ vào đến cái bài khóa.